Alo. Dạ. Dạ con khỏe ba má. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ, con cũng. Dạ thì để con thu xếp công việc, bữa nào khi nào rảnh con sẽ qua bển thăm ba má nha. Dạ. Dạ. À, gì ba má? À, chừng nào có vợ hả? À, con cũng đang bận quá ba má ơi. Để từ từ con tính nha. Chuyện vợ con đâu phải một sớm một chiều được. Dạ. Dạ. Alo. Alo. Bực mình ghê. Mỗi lần mình nói tới cái chuyện vợ con mình là ông bả giận mà cúp phone. Mà đâu phải mình là không muốn đâu. Biết cái nhà này nó làm sao á. Mỗi lần mình dẫn bạn gái mới về mà gặp hai cái ông người làm cũ của ba má mình, gặp xong cái là qua ngày hôm sau bạn gái chia tay. Nghĩ tại sao ông bà là ở với ông bà, lo cho ông bà rồi, bây giờ ông bà đi Mỹ rồi, cứ giữ hai cái ông này ở lại làm cái gì không biết nữa, bực mình ghê. Ông Miền đâu? Ông Miền. Dạ, cậu chủ kêu tôi. Tôi sẽ đến với cậu chủ trong vòng 3 nút nhỏ. Ông làm cái gì làm sao mà tôi kêu khang cả tiếng ông mới xuất hiện vậy? Hả? Dạ, kính thưa cậu chủ. Như cậu chủ cũng đã biết, tôi làm ô sin cho nhà cậu chủ cũng mấy chục năm rồi. Trước khi tôi đi làm, ba má tôi có dạ, hòm làm người thì phải có trước có sau, có đào có đuôi, không thể nào đi tét về ngoan được. Tôi biết rồi. Dạ. Ông mỗi lần tôi kêu ông ra là ông cứ dài dòng văn tự, thấy không? Nói ngắn gọn thôi, ông làm gì làm sao? Dạ, kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết. Được. Loài người xuất hiện trên trái đất cách đây hơn ngàn năm. Khi ấy loài người sống chủ yếu bằng sang bát há lượm, đi bằng ta ăn bắp bằng chân. Trời ơi, tôi biết rồi. Tôi lộn, đi bằng chân ăn bắp bằng ta. Cái này tôi có học rồi. Dạ. Không cần không phải dạy nghe chưa. Dạ. Tôi hỏi ông làm gì làm sao. Dạ, kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết. Được. Sau khi xuất hiện trên trái đất, loài người bắt đầu sống phát triển. Qua bao nhiêu năm, trăm triệu năm, tiến hóa tôi không nhớ nổi. Rồi sau này loài người cũng biết náo bàn nồi, ăn bàn chén, uống bàn ly. Thôi, tôi biết rồi, ba cái đó tôi có đọc sách tôi biết mà. Trả lời cho tôi biết, ông làm đi làm sao? Dạ, tôi rửa ly chén. Trời. Rửa ly thì anh ra chỉ nói không rửa ly được rồi. Đây, đem một loài, lịch sử loài người, tiến triển nhân loại. Dạ, mình mệt sống vào quá. Tích trước có sao. Rồi, rửa xong chưa? Dạ, kính thưa cậu chủ. Nữa. Như cậu chủ cũng đã biết, sau khi loài người xuất hiện thì loài chuột cũng xuất hiện. Chúng sinh đàn cháu đóng, sinh con đẻ cớ khắp nơi trên thế giới, trong đó có hơi con lọt vô nhà cậu chủ. Rồi chúng đem lòng yêu thương nhau, chúng sống thử với nhau. Trời, trời ơi, chuột cũng sống thử nữa hả? Dạ có. Rồi đột nhiên cái con cớ mang bào, rồi đẻ ra 18 con. Trong đó có một con út ngỗ nghịch nhất tên là Tèo. Ngày hôm nay là ngày chú Tèo đi chơi, chạy tung tan trong nhà. Đúng lúc ấy tôi đang rửa ly chén, tôi thấy chú Tèo, ô chú cha, sợ chuột quá, bẻ hết trơn. Trời ơi, nói vậy là ly tách rồi nó bẻ hết trơn rồi hả? Dạ. Trời ơi, cái gì vậy ông Miền? Tại sao ông cứ tiếp tục đập đồ trong nhà tôi là sao? Xin cầu chủ đừng lo tôi, đó không phải là lỗi của tôi. Xin lỗi ai? Lỗi của định mệnh. Tại sao lỗi định mệnh? Định mệnh đã đưa tôi đến với nhà cậu chủ. Thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết nữa, ly chén từ cát bụi mà ra, tôi chỉ tiễn chúng về với cát bụi. Trời ơi, tôi sợ ông luôn rồi đó ông Miền. Có cái chuyện rửa ly bể thôi mà ra ông nói gần cả tiếng đồng hồ vậy đó. Dạ. Thôi bỏ cái chuyện này đi qua bên đi. Dạ. Cái chuyện tôi nhà ông á, đem bông tới tặng cho bạn tôi rồi lao xong chưa? Dạ, kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết. Thôi, làm xong chưa? Dạ rồi. Rồi, tốt. Vậy thôi, cứ lèm bèm, lèm bèm. Ô, cậu chủ mới mua điện thoại mới, iPhone 5. Alo. Ừ, sao em? Em có thích cái bông của anh tặng không? Ừ,
Hả? Cái gì? Trời đất ơi, ông Miền. Ai? Ai? Ông đem vòng tới cho bạn tôi đúng không? Dạ kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết. Cái gì nữa? Tôi không có đem. Chứ ai đem? Ông Cực đem. Trời đất ơi, ông Cực đâu? Tôi cũng không biết nữa. Kêu ra đây, ông Cực đâu? Ông Cực. Ông Cực đâu? Hay ông bước lên đây giùm con. Bước lên đây. Hay ông nghĩ lại, ông là người làm ăn mặc gì kỳ vậy hả? Bộ đồ đây nè, cáo vét này ở đâu vậy? Dạ thưa cậu chủ, ông chủ đi nước ngoài để lại tôi lái tôi mặc luôn. Trời ơi, còn này chắc cái áo này cũng của ba tôi luôn đúng không? Dạ cái này không phải, cái này của bà chủ. Ôi tôi sợ hai ông. Tại thấy bỏ uổng, người ta nói sống trên nhung lụa mà. Nè, có phải ông là người đem bông tới cho bạn tôi không? Dạ đúng rồi, hồi sáng ông này nhờ tôi là tôi đi liền. Cậu chủ biết không, vừa đem tới cái cô mà có cái tiệm đó đó, cô vừa nhìn thấy cái vòng hoa đẹp quá, cô bật ngửa cô xỉu luôn trời. Xỉu là phải rồi. Sao vậy? Trời ơi, tiệm người ta là khai trương, ông đem cái vòng hoa tới ông để thành kính văn u là sao? Trời ơi, tại sao ông làm như vậy hả? Không, hồi sáng tôi đi rồi, tôi đặt bông rồi. Cậu chủ nói là cô thích cái bông màu tím. Đúng. Thì tôi đặt cái vòng hoa màu tím rồi, mà tôi thấy nó đơn điệu quá. Đúng rồi. Rồi mấy người ở trong chỗ bán bông á, người ta mới nói là có để cái gì lên không chú. À, cái tôi nói thôi để lên cho nó hoành tráng, nó đem cho tôi một rổ chữ nè, nó biểu tôi lừa. Rồi sao? Sao ông lừa ngay cái dòng chữ đó? À, tôi đâu có biết chữ. Trời, ông không biết thì ít nhất ông phải hỏi người ta chứ. À, không biết ai giấu chứ ai ngu gì hỏi cho người ta biết, không biết chữ nhục nữa. Trời ơi. Nhưng mà tôi hay lắm nha, tôi không biết chữ mà tôi thông minh lắm. À, thông minh. Đó, tôi mới hỏi mẹ mẹ. Hỏi mẹ mẹ nói, con ơi theo con thì bỏ cái chữ gì lên cho nó hay. Rồi nó đưa ra ý kiến cho tôi liền, mà nó đưa mấy chữ đơn điệu quá tôi không thích. Nó đưa là kính viếng nè. Kính viếng. Rồi thành kính phân chia nè. Thành kính phân ưu cho. Thành kính phân ưu, tôi thấy cái đó hay tôi để lên luôn. Chú có biết chú làm gì chú hại tôi không vậy? Hả? Bạn tôi đó, mới kêu tôi nó chửi tôi nè. Ẩu tả gì đâu không. Không phải cái đó đâu, phải là lỗi do tôi, là do cái gì đó? Lỗi định mạng. À, định mạng. Định mệnh quá. Alo. À, Lan hả? À, anh nè. Lỗi của ông mình, ông để cậu chủ nhận lỗi đó. Đây, không phải lỗi của cậu đâu. Alo, cô Lan hả? Chú làm gì vậy? À, cái này là lỗi do tôi, chứ không phải là do cậu chủ của tôi đâu, cô Lan à. Cô Lan, cô biết không, cậu chủ tôi rất là yêu cô đừng bao giờ nghĩ là cái điều đó, lỗi là tất cả là do tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Hả, sao? À, cô tên cô Huệ à? À, không sao, Lan Huệ gì cũng lên bàn thờ hả? Dạ, hả? Rồi, để tôi nhắn lại với cậu chủ. Dạ, dạ. Rồi, cúp vào cậu chủ. À, cô Huệ, cô nhắn là nói với cậu là xóa số điện thoại của đi. Lần chành quá, sơn sát. Không biết điện thoại cái nhào vô. Tôi hiểu tại sao ba má tôi giờ này bắt tôi phải tiếp tục giữ hai ông làm cái gì không biết nữa. Nó là lâu rồi, lỗi tụi tôi đâu. Lỗi định mệnh. Định mệnh quá. Alo. Xin lỗi người ta tiếng. Xin chào, tôi xin lỗi cho tôi gửi lời xin thôi, lỗi đi. Trời đất ơi, để yên tôi cái đi. Cho tôi gửi lời xin lỗi đi. Tôi lại ông nội. Mình phải có trước có cha, là người phải có trước có cha. Thôi được rồi, để yên con ba ơi. Khổ quá. Dạ, alo em. Đâu có. Cho gửi lời xin. Thôi mà, ông nội ơi. Rảnh rủ đi uống trà sữa. Thôi ba. Ô em ơi, anh. Đâu có. Anh á. À, đúng rồi. À, anh đang nói chuyện với ông nội anh với ba anh. Hai ông vui lắm. Bữa nay em tới coi đi, vui cũng chết luôn vậy đó. Vậy ha. Tới bài à. Nè. Dạ. Bây giờ tôi có công chuyện phải đi ha. Hai chú ở nhà làm ơn đừng có đập phá đồ gì trong nhà tôi hết, nghe chưa?
Khổ ghê vậy đó. Dạ cậu chủ, đó phải lỗi của tụi tôi cậu chủ. Lỗi ai? Đó là định mệnh. Không, lỗi số phận. À, số phận, số phận. Số phận định mệnh tối ngày. Thứ tại sao hướng hai cái ông người làm, một ông tên Miền, ông tên Cực, còn mình tên Lạc. Miền Cực Lạc, đúng là định mệnh mà. Nó là đâu phải lỗi định mệnh. Thôi dẹp đi. Đi khỏe đi. Đứng mệt muốn xỉu ăn rồi chửi hoài. Hồi xưa ở với ông chủ, lúc ông chủ chưa đi đến ngùa đâu có bao giờ chửi đâu. Đó, mà tôi nói thiệt không ai mà kiên trì như mình. Ở đỡ mà ở 46 năm ghê không? Ghê thiệt. Suy nghĩ lại, mà giờ nó chửi hoài tôi muốn đi, tôi muốn đi khỏi cái nhà này thiệt. Không, mà tôi thấy ông cậu chủ mình chửi mình cũng phải có lý do đó. Lý do gì? Ông để ý đi, mỗi lần quen cái cô môi mà dắt về nhà gạt tôi với ông là quan hệ xa chia ta. À, ông nói tôi thấy cũng có lý đó. Giống như là hai đứa mình có cái số xác ghệ hay sao. Con nào về cũng banh xác hết. Đó, tôi thấy bị trừ là phải lo tính đi. Lo tính cho tương lai sự nghiệp của tôi với ông đi. Không lẽ mình ô xin cả đời. Nói vậy thôi. Nói về. Nói về á. Ủa mới đi mà đang về lại đó hả? Ai biết, mở cửa nó đi, mệt quá. Thiệt nhà này khổ ghê, nó đi nó cũng có chìa khóa mà. Nó về không bao giờ nó mở cửa. Dạ. Dạ, cho hỏi đây phải nhà anh Lạc không ạ? Bây giờ nó mặn rồi. Nó thêm mắm dặm muối quá nó mặn rồi. Lạc ở đâu đây nữa? Mời vô, mời vô. Dạ. Ông Cực, tụi tiên. Hốt gơ. Ủa ông hả? Hốt gơ không phải của tôi. Dạ, dạ con xin tự giới thiệu á, con là Vui, là bạn gái của anh Lạc. Ủa bạn gái hả? Dạ. Quen bao lâu rồi? Dạ tụi con quen nhau được 2 năm rồi. Ôi sao? Nó quen 2 năm sao bây giờ mình mới biết? Không biết, giáo. Nó giáo mà tại sao nó giáo? Sợ bánh xác. Nhưng cuối cùng ngày ấy cũng đã đến rồi. Để tôi điều tra. Thế nào cũng phải bánh xác thôi. À, cô là cô Vui, bạn của anh Lạc hả? Dạ, con với anh Lạc quen nhau cũng lâu rồi mà con không hiểu tại sao anh Lạc không có đưa con về nhà. Mà hôm nay con đường đột tới đây, con mong bác với ông bỏ lỗi cho con. Mà con nghe nói là anh Lạc anh ở chung với lại ba với ông nội của ảnh. Vậy nói vậy chắc là bác với ông là ba với ông nội của anh Lạc phải không? Sao tự nhiên nó kêu mình là cha với ông nội vậy? Chắc là Lạc nó chửi tôi với ông. Thôi cha nội. Người ta tưởng tôi ông trai với ông nội. Ở đợ bao nhiêu năm không có gia đình. Tự nhiên bỗng trong một ngày đã có danh có phận. Rồi trừ ra đây. Lỡ có danh có phận mần tới luôn đi. Mần tới luôn hả? Được không? Được. Trời hãy. Có nguy hiểm không? Không sao. Thà một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau. Chuẩn bị phục trang nghiêm chỉnh. Dạ. Xin giới thiệu với cô Vui. Dạ. Tôi là ba của ông Lạc. À dạ. Còn đây là ông nội của ông Lạc. Tôi ông nội nó đó. À, ông nội ông già ông yếu rồi. Ông già ông yếu rồi. À, tôi ông nội nó đây. Ba vô ghế ngồi đi ba. Ông khốn nạn gì vừa thôi ha. Khốn nạn chi cho. Bắt già đi mệt cái bà luôn à. Ngồi xuống bo, cẩn thận nghe bo á. Con. Mời con ngồi. Ngồi dạ. Đi con. Dạ, ông nội nhanh già quá. Ông nội già bị bệnh, lúc khỏe lúc yếu. Dạ. Cái tuổi này sình lên sụp xuống là chuyện bình thường. Dạ, con xin phép. Con ngồi đi. Dạ, ủa nhà mình á, ba người đàn ông sống chung với nhau chắc là yêu thương và hạnh phúc lắm đúng không ông? Đúng không bác? Yêu con khỉ, thằng nước mắt dạ chứ yêu vậy. Anh Lạc mà anh... Thôi giờ trước sau thì con cũng vô làm dâu nhà này. Dạ. Ông chẳng ông nói cho con nghe luôn, để con về con thông cảm cho gia đình ông. Ông có thằng cháu đích tôn mà nó mất dạy lắm con ơi. Không có gì. Ông nói với cha nó không ra gì hết. Không có khi nào giặt áo cho người xem lưng. Ông không phải là người ngu nhưng có cơ hội là giặt liền. Nói chung là hén. Thôi nói cũng không hiểu đâu. Đúng rồi, không có tin đâu. Con vô lấy cái cassette ra cho ba đi.
Ủa, lấy cái trái gì ở chỗ á? Lấy cái máy ra đây. Ba ơi, con đi liền. Con chờ chút rồi ông kể cho con nghe. Khổ lắm. Ngồi đi, ông lấy nước cho uống nghe không? Dạ thôi được rồi ông ơi, ông gọi lấy nước đi, con không có khát nước. Con có chiếu còn để có chưa? Đó. Chương trình kể chuyện vui xin được phép bắt đầu. Một người nào cả. Dạ. Hai ông đây phải tự làm tự sống là con. Kêu nó lên lương đây nè. Kêu nó đưa đi du lịch ở Lương Sơn chơi mà nó không đưa. Dạ. Ôi con ơi, nó mất dạy lắm con ơi. Bao nhiêu. Tắt đi mệt quá. Chừng đó là con hiểu rồi đó. Con nghĩ không phải vậy đâu. Anh Lạc anh đối xử tốt với con lắm. Con nghĩ về nhà anh không có tệ tới mức đó đâu ông ơi. Nói cũng không có tin được không đâu. Không tin đâu. Hắn giả bộ đó. Hắn giả bộ ngay ngô á. Con na vàng ngơ ngác giảm nát khu rừng già đó. Thôi con không tin thì thôi. Chút nữa nó về con biết cái gì đâu. Tôi nói thiệt với con nghe là con vui. Lát nữa mà thằng Lạc hắn về, cô chỉ cần hủa. Hắn chỉ thẳng vô mặt hắn nuốt. Ô xin anh đó. Không dám đâu, anh không có dám vậy đâu bác ơi. Chút nữa rồi con thấy. Con thấy đó là sự thật. Mặc dù sự thật hơi bị đau lòng. Miền Lạc đâu đó. Tại sao mà không cho cửa nẻo để mở vậy? Ta vô cắp đồ hay sao? Đi về tới ngõ là nó đã chửi cha chửi ông nội nó rồi. Ủa vui. Em tới làm vậy? Em mới tới. Anh nghĩ sao vậy hả? Anh Lạc, trước giờ tôi nghĩ anh là người biết trước biết sau. Tôi không nghĩ anh là con người tệ bạc tới mức đó. Anh tệ bạc cái gì đâu? Tệ bạc cái gì hả? Bây giờ tôi hỏi anh, hai người này là ai hả? Trời ơi, thì ra cái chuyện này đó hả? Là ai? Hai người này là ô xin của anh mà. Trời ơi. Hai người này là ai? Ô xin làm cho anh mấy chục năm rồi. Ô xin của anh hả? Ừ. Anh Lạc, đây là ba giống nội của anh mà. Cái gì? Ba giống nội của anh. Cái này là ông nội à? Đừng đánh ông nội con ơi. Anh đánh ba con cổ đâu? Ông cái tử. Mày dám quýnh ba mi? Cái gì? Ba ta là ông nội mi mà mày dám quýnh? Nghịch tử! Anh làm cái gì vậy? Trời ơi, nó đánh con đâu? Tôi, nó đánh con tôi kìa trời ơi. Anh điên hả? Ba giống nội của anh mà anh dám đánh vậy hả? Đâu có làm gì đâu tưởng mày. Em bình tĩnh đi, em nghe nói không phải như vậy đâu. Tôi không có nghe nói gì hết á. Ông ơi. Ba mày bình tĩnh mà đang ba ôm nga phổi. Bây giờ vậy, tôi không có nói nhiều với anh nữa. Cái gì vậy? Nếu mà anh còn qua lời nói của tôi quan trọng thì anh bước xuống. Bước tới, quỳ xuống xin lỗi ba giống nội của anh cho tôi. Nhanh lên. Không có tin đâu, bây giờ con nó không bao giờ nó tin con đâu. Không gì? Nghe lời cô đâu. Bây giờ anh có quỳ xuống xin lỗi không? Hả? Tao sao xin? Anh không quỳ đúng không? Được rồi, vậy thì tôi nói luôn tại đây. Tôi với anh chấm hết, không còn yêu đương gì nữa. Đúng rồi, về đi con. Vui vui. Bỏ nó đi, nó lì lắm, bỏ nó đi. Ba mày đã tin, mà đang tin tôi với ông, ba mày tin nào. Được rồi. Anh có quỳ hay không? Hả? Nhanh lên. Nó lì lắm, con bỏ nó đi. Tôi đi về đó.
Thế mà thôi được rồi. Vì em, vì em. Được. Hai thằng già trăm bốn mấy tuổi không bằng con hai mấy tuổi. Vợ gớ, vợ gớ. Đỡ, đỡ ba dậy đi con. Ba ơi, đứng dậy cẩn thận nghe ba. Dạ. Con xin lỗi ông nội với cha. Cuối cùng nó đã nhận rồi đấy con. Dạ. Cảm ơn con nhiều đó. Ông đâu phải là ông muốn làm điều này để làm gì đâu. Dạ. Bởi trước mặt bạn gái đôi khi sợ nó nhục mặt chứ. Nhưng mà phải làm. Làm là vì tương lai của dòng họ nhà này. Dạ. Đâu có thể nào để cho người ta kêu có một thằng cháu mất dạy như vậy được. Dạ, đúng không con? Ba đúng rồi ba. Con ơi. Dạ. Con không ngại là ông dạy cháu ông chứ? Dạ không. Anh Lạc anh sai thì ông cứ dạy, con không có ngại gì đâu. À, thôi được rồi. Đỡ ba vô. Chứ dép ba đâu? Mày ăn chiếc dép tao rồi hả? Ôi, ta còn nào? Chứ mới hai chiếc đây. Ai biết đâu. Bây giờ còn có một chiếc. Trời ơi. Đứa nào ăn chiếc dép tao rồi? Thôi kệ, bỏ đi ba, ngồi đi ba cho đỡ mày đi. Mày nằm xuống đây. Cái gì? Nằm xuống đi. Ông dạy con chứ làm gì? Nằm xuống. Mắc dạy à? Con à. Dạ. Vô trong lấy cái thượng phương bảo kiếm ra đây cho ba. Cái gì? Cái thượng phương bảo kiếm làm gì có cho á? Cái miếng vải vàng vàng tôi để trên nóc tủ đó. Cứ ôm hết ra đây nha. Không cần biết cái gì trong đó. Dạ, con đi liền đây bo. À. Con ơi. Dạ. Nhà này dạy con dạy cháu không có quánh bậy quánh bạ. Bắt dạ. Nó nằm rồi mới bắt đầu đánh. Dạ. Thượng phương bộ kiếm tới. Nằm yên vậy? Đi, nằm yên đi. Sắp sửa cầu nguyện cho mày đó. Mày nhìn vậy. Ông nội nói cho con biết, trong gia đình này có cái quy luật. Bởi vì từ xưa đã có câu quốc có quốc pháp. Do có do heo. Phải. Do có do quy. Đi chợ riết rồi nhiễm à. Ở trong nhà này luật lệ quánh con quánh cháu chỉ quánh có ba roi thôi. Nhưng nói cho con cháu nghe và hiểu thì sẽ nói nhiều lắm. Nhưng sợ thời lượng không cho phép nên nói trong mức độ có thể. Trước tiên ông nội quánh con một roi này. Để nói cho con biết tại sao mày đi chơi về khuya mày không đem chìa khóa mà mày kêu hai thằng già này ra mở cửa. Tụi tao già rồi ngủ khó ngủ mà. Thấy không? Chứ đâu phải sung sướng gì đâu. Mày mày hay là mày vậy? Cái rồi đánh cái gì vậy? Cái rồi thứ hai này à? Ờ. Chưa có tính vô. Tại vì cái này nằm kèo trên thích quánh hay quánh à? Mày, mày cương không? Dạ thưa ba. Theo con thiết nghĩ, mình chỉ nên tha thứ cho những kẻ khoan dung, quay đầu là bờ, nhún nhường. Còn những phường chống cự, xin ba quýnh tha thiết. Đúng rồi. Ơi. Cái gì vậy? Roi này roi gì nữa? Roi này quánh theo yêu cầu người hâm mộ. Mày cương hả mà mày? Ba chống cự kìa ba. Chống cự là đít sẽ bự. Nằm im nghe. Bốn roi rồi đó nha. Roi thứ hai ông nội đánh con là từ nay trở đi mày phải tự giặt quần áo.
giặt không nổi thì mua máy giặt về giặt, còn cảm thấy tốn điện thì đưa ra tiệm giặt ủi. Chứ tại sao có mấy cái quần riêng thôi mà mày cũng bắt hai ông già này ngồi dò hai cái ống cho mày, dò xong bưng chén cơm không nổi. Mày khôi à, mày, hả mày? Còn rồi cuối cùng ông nội sẽ đánh con về cái tội mà mày phải biểu tụi tao đi mua đồ ăn cho mày khi ghệ mày tới. Mày vui thì mày tự hưởng lên cháu. Chứ sao mắc mớ mày hành hai già này chứ vậy? Hả mà biểu mày lên lương. Cái gì? Biểu lên lương sơn chơi con không đi. Mày à! Mày sao mày? Mày bảy rồi đó. Mày im không? Tao quất nữa. Con trai yêu dấu. Dạ con nghe đây ba. Vô trong cái tủ của ba lấy cái hợp đồng ra đây cho ba. Ba ơi con đã hiểu rồi. Con ngồi chơi đi. Dạ. Quánh vậy chứ nó không biết đau đâu. Ờ. Tướng nó mặc vậy nó lì như con trâu vậy đó. Mày nhìn gì? Mày nhìn gì? Mày chơi không? Mày cương không? Mày cương quất nữa là mày. Ba đang... ơi sao coi con tìm khắp nhà khắp xóm, ba tủ bốn cái rương con đã tìm thấy bản hợp đồng rồi. Ừ. Ký vô đây. Không cần đọc, mày nhắm mắt lại mày ký này đây. Ký đi mày. Ừ. Rồi xong. Con ký giùm ông một chữ làm chứng được không? Dạ con ký hả? Ký vô đây làm chứng giùm. Dạ. Thằng này nó hay lật lọng. Tôi ký không? Tôi ký không? Không, hợp đồng này tôi làm tôi ký. Ủa, rèn ông đúng không? Ông không biết chữ. Ta giả bộ đó. Bộ quậy cho vui. Rồi xong đứng lên đi, đứng lên. Mọi chuyện đã hoàn tất rồi. Đứng không chịu đứng lại quất thêm mái tay nữa. Điện thoại kìa, điện thoại ai điện? Alo, can I help you? Dạ, tôi nghe bà chủ ơi. Dạ, cậu chủ đang bị quýnh. À không, cậu chủ đang đánh bóp vết hơi. Không nghe điện thoại được, để tôi nói chuyện, cậu thủ bị tát tiếng rồi. Cái gì? Chết choa rồi. Alo, con rồi má. Mấy giờ này má coi nè. Hai người làm thân yêu của ba má đó, làm nhục con trước mặt bạn gái con đó. Dạ. Dạ, con biết rồi. Ông lộn với chị đó ông. Xếp đồ đi chứ chị. Trước sau gì cũng có cái vụ này mà. Xếp trước khỏi mất công tốn thời gian. Anh Lạc, nói vậy bác đi với ông đây không phải là ba giống nội của anh hả? Anh đã cố gắng giải thích cho em từ đầu rồi mà em không có chịu nghe đâu. Hai người này là ô xin của anh mà. Ông nội gì ba gì kỳ vậy? Ô xin. Tụi tôi là ô xin thôi. Hai ông càng quá ha. Giờ hai ông hiểu số phận hai ông ra sao rồi chứ gì? Ô xin mày nuôi từ nhỏ tới lớn. Từ luôn. Nhỏ, ở từ nhỏ cô. Chứ đâu phải là mới ở đây đâu. Mà bây giờ già rồi. Bây giờ đi ra đường cũng đâu biết ở đâu. Khổ chờ lắm cô ơi. Biết đi đâu giờ chứ. Khổ lắm nè. Thôi dẹp đi. Tắt đi, tắt đi. Lắm cho. Thấy không? Đi vô trong gom hết quần áo đồ đạc. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Anh ơi, không được, đừng có đuổi hai bác đi. Tội nghiệp hai bác lắm. Anh thấy rồi đó, hai bác già lắm. Bây giờ như vậy rồi ra đường rồi ở đâu? Không nơi nương tựa, tội nghiệp lắm. Kệ mà, nghe, chuyện có chuyện của mẹ không? Không có nghe đâu. Không có nghe đâu. Cô bây giờ lúa trừ, thằng Lạc không có nghe cô đâu. Anh ơi, em nói nghe nè, bây giờ anh nghe lời em đi. Đừng có đuổi hai bác đi, dù sao hai bác cũng nuôi anh từ nhỏ tới lớn. Bây giờ đuổi đi như vậy, tội nghiệp hai bác lắm. Nhưng mà hai ông làm nhục anh, em thấy hả? Thì tại anh cũng quá đáng, cũng hay đi chơi về khuya thì hai bác mới giận vậy chứ. Bây giờ ra xe ở gầm cầu thôi. Cả ông đang say, chỗ đó mà nằm. Thôi thôi, đừng có quá. Hai bác đừng đi, anh là có nghe em nói không? Đừng có đuổi hai bác đi mà. Thôi để tụi tôi đi đi, mình đi ăn mài cũng được. Anh là không có đuổi hai bác đi. Thôi được rồi. Có tương lai sáng loạn. Vì bạn gái của tôi, tụi ta bỏ qua chuyện này. Lỗi không phải tụi tôi. Lỗi ai? Lỗi số phận. Số phận cái gì? Ông tối ngày đủ thứ lý do này lý do kia. Tôi bỏ qua chuyện này ha. Nhưng năm nay là không được về quê ăn Tết, nghe chưa?
không được tiền thưởng Tết và không có lương gì hết. Tôi nuối lòng. Từ từ thôi ông làm cho em quýnh tha thiết quá trời mà không có tiền lấy gì mà sống. Ông cầm đi. Ông không có nhưng tôi còn. Còn cái gì? Đây là bữa bối. Câu chủ. Cái gì? Đây là hợp đồng cậu đã ký. Và tôi đã thảo hợp đồng bằng luật sư. Né ra. Trong hợp đồng tôi có ghi rất rõ ràng. Đọc ngay chứ. Là từ nay trở đi phải cung phụng hai người, ông Miền và ông Cực, như cha mẹ của mình. Tự nấu ăn, tự giặt giũ, đi về tự động mở cửa, không được kêu réo, để cho hai ông ấy nghỉ ngơi. Ngôi nhà này sau khi bán đi. Cái gì, cái gì, cái gì? Hả? Hai người tính sang đoạn được căn nhà của tôi hả? Hả? Xin lỗi cậu, tụi tôi là những người làm trung thành. Nếu không ông chủ đã đuổi lâu lắm rồi. Tôi không bao giờ đi cướp giật gì cái nhà cửa gì của ai đâu. Thì tôi có đọc cái gì đó? Tôi chưa đọc hết. Sau khi cậu chủ có đi xuất ngoại, ngôi nhà này có bán đi, thì chỉ lo cho hai người già này một chỗ ở nhỏ nhắn bên chung cư Phú Mỹ Hưng là được. Cái gì? Nhỏ nhắn mà chung cư Phú Mỹ Hưng hả? Còn lâu. Cậu ký ai? Ai là bằng chứng cho ông chứ? Hả? Ai là bằng chứng cho ông? Ai thấy tôi ký? Hả? Em làm chứng. Đó. Cái gì? Em muốn làm chứng cho họ đó hả? Em ký làm chứng rồi. Ký rồi. Bây giờ nói chung là vậy. Bây giờ có cổ nữa là vui nữa. Là gia đình mình là vui miền cực lạc. Trời ơi. Ô xí là ông nội mà.